Chương 931, rút Vốn Con Nước Lớn, tổn Thương Nguyên Khí Nặng Nề 7, 10, 87 4V Đốt Hoa Tươi An Lương càng ưa thích hiền lành hình xử thế quy tắc. Nhưng cùng thiện chỉ là hiền lành mà thôi, một ngày động thủ, hiền lành hình thường thường ác hơn. Dường như người thành thật bạo phát kinh cũng hơn giống nhau. Bởi vì hiền lành hình xử thế quy tắc điều kiện tiên quyết là nếu không cách nào hiền lành, vậy hướng thảm nhất phương hướng làm, tình huống gì thảm nhất, liền hướng tình huống gì làm lần này thiên vận đầu tư công ty đúng lúc đụng phải nòng súng an lương chuẩn bị sát thiên vận đầu tư công ty do đó giết gà dọa kỹ. sở dĩ thiên vận đầu tư công ty rõ ràng đã rất thảm dưới tình huống an lương không chút do dự tuyển trạch bổ thêm một đao đối mặt an tâm đầu tư công ty đâm thẳng trái tim nhất đao thiên vận đầu tư công ty cũng chỉ có thể yên lặng thừa nhận bởi vì hồng tâm hạng mục là thật thiên vận đầu tư công ty xác xác thật thật ở nơi này một cái hạng mục bị chiều sâu bảo hộ 50 ức tài chính không phải không phải là cái gì chiều sâu bảo hộ mà là trực tiếp ném vào trong nước. Quả nhiên chơi tâm tâm đều tạng. 9 giờ sáng nữa, giết quốc thị trường cổ phiếu bắt đầu phiên giao dịch, thiên vận đầu tư công ty nên đón rút vốn con nước lớn, nguyên bản chỉ có 26 trăm triệu rút vốn tình huống, đột nhiên cấp tốc bạo tăng. Đặc biệt là đế đô vòng tài chính, dồn dập yêu cầu rút vốn. Đế đô vòng có 20 gia ở thiên vận đầu tư công ty đầu nhập vào tài chính, vẫn không tính là đại lượng đế đô vòng nhàn hạ tài chính, nói thí dụ như giống như lão bàn gia bàn chính phong loại này chính mình đầu nhập 20 triệu, chỉ có thể coi là nhàn hạ tài chính, nhà bọn họ đầu tư không có tính toán ở bên trong. Đế đô vòng 20 nhà gia tộc đầu nhập tài chính đơn độc tính toán. Đế đô vòng 20 gia ở thiên vận đầu tư công ty đầu nhập vào vượt lên trước 40 tỷ tài chính, thiên vận đầu tư công ty làm sao có khả năng đồng ý rút vốn. Dù sao đều là ký kết định kỳ đầu tư hiệp ước, tùy tiện rút khỏi 40 tỷ tài chính, thiên vận đầu tư công ty có thể biết một lần lỗ lã vượt lên trước 100 ức trở lên tài chính. Dù cho đế đô vòng 20 gia phi thường cường đại, nhưng thiên vận đầu tư công ty đồng dạng không có khả năng tiếp thu rút vốn yêu cầu. Đối mặt thiên vận đầu tư công ty cường ngạnh, đế đô vòng 20 gia cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ, dù sao ký kết hòa hợp ước, dù cho bẩm báo quan phủ, cuối cùng vẫn chính bọn hắn bị tổn thất. Nhưng đế đô vòng nhàn hạ tài chính cũng không giống nhau, đại đa số nhàn hạ tài chính đều không có ký kết định kỳ đầu tư, nguyên bản những thứ này nhàn hạ tài chính còn phải xem xem tình huống, làm sao an tâm đầu tư công ty quá độc ác một điểm an tâm đầu tư công ty là một đao tiếp nhất đao chọc vào thiên vận đầu tư công ty yếu hại bên trên, làm cho nhàn hạ tài chính căn bản không dám dừng lại. Dưới tình huống như vậy, miên bản chỉ có 2600 triệu rút vốn, trực tiếp ở Wednesday buổi trưa dân lên đến rồi 10 tỷ cấp bậc, thiên vận đầu tư công ty lại một lần nữa lâm vào trong khốn cảnh. Siêu 10 tỷ tài chính đối với thiên vận đầu tư công ty mà nói là vấn đề lớn. Bởi vì cổ phiếu và kỳ hạn giao hàng đều không thể cấp tốc biến hiện. Giá cổ phiếu chỉ là đơn thuần mặt giấy số liệu, mặc dù là ngỗng nhà máy cổ phiếu, nó giá cổ phiếu cũng là một loại mặt giấy số liệu. Một ngày thực sự đại quy mô bán tháo ngỗng nhà máy cổ phiếu, nên xuống giá như trước biết xuống giá. Húng chi còn lại cổ phiếu. Sở dĩ thiên vận đầu tư công ty ở thị trường cổ phiếu đầu tư không cách nào hữu hiệu cấp tốc biến hiện, nếu muốn cấp tốc biến hiện, tất nhiên sẽ thừa nhận tổn thất thật lớn. Thị trường hàng hóa phái sinh giống như vậy. Thiên vận đầu tư công ty chỉ có thể lần nữa ở phiếu công trái thị trường biến hiện, bọn họ bỏ qua khả quan phiếu công trái thu nhập, thậm chí còn hao tổn một bộ phận tiền vốn, cuối cùng tổng hợp lỗ lã đạt được 20 ức, mới, chỉ có, chật vật biến hiện 11 tỷ tài chính. Nguyên bản thiên vận đầu tư công ty quản lý 1.160 ức tài chính, một tour này rút vốn con nước lớn cao tới 106 ức, bọn họ cuối cùng lấy tổn thất cao tới 20 ức tài chính làm giá, vượt qua một tour này rút vốn con nước lớn. Thiên vận đầu tư công ty không phải là không có nghĩ tới giấu giếm hồng tâm bộ môn sự tình, nhưng Trần Huy so với Trần Hy Thanh tỉnh nhiều lắm, hắn vô cùng rõ ràng không cách nào giấu giếm đối ứng sự tình. Bọn họ thiên vận đầu tư công ty người đầu tư nhiều lắm đơn vị liên quan, những người đó ra một chút là có thể ra được thiên vận đầu tư công ty là hay không đầu tư hồng tâm hạng mục, đơn giản chính là hơi chút lãng phí một chút thời gian mà thôi. Dưới tình huống như vậy, thiên vận đầu tư công ty căn bản không khả năng giấu giếm tình huống cụ thể. Sở dĩ liền dứt khoát nhận. Nơi đó để ý rút vốn xử lý rút vốn, nên cường ngạnh đối đãi định kỳ đầu tư liền cường ngạnh đối đãi định kỳ đầu tư, chỉ cần ổn định ban sơ loạn cục, bọn họ có thể thu được thở dốc cơ hội. Lân cận 5 giờ chiều thiên vận đầu tư công ty rốt cuộc kiểm kê hoàn thành trướng mục. Hiện nay rút vốn tổng ngạch cao tới 236 ức, thiên vận đầu tư công ty hoàn toàn trả những tiền này, bảo đảm thương danh tiến thành tín độ, đây là một cái tin tốt. Nhưng tài sản quản lý tổng sản lượng từ 1.322 ức, hạ xuống tới 1.030 ức, trong thời gian ngắn bộ phát hiện tổn thất đã vượt qua 50 ức, tương đương với lại hao tổn một cái hồng tâm hạng mục. An tâm đầu tư công ty hai cái tin tức, trực tiếp làm cho thiên vận đầu tư công ty tổn thương nguyên khí nặng nề nhưng mà tại phía xa đế đô vân cảnh quốc tế nhà trọ bên kia lại xuất hiện đối với thiên vận đầu tư công ty càng tin tức hỏng bét vân cảnh quốc tế nhà trọ tám số tám trăm linh sáu trong phòng an lương ngồi ở trên ghế salon trần tư vũ cái này chỉ đế đô mèo lớn ngồi ở an lương trong lòng ninh nhược sương đang ở khiêu vũ an lương cùng trần tư vũ đều ở đây nhìn nàng khiêu vũ may mắn một đời hệ thống đột nhiên phát ra gợi ý lại là một cái tin tức tốt xuất hiện nhưng điều này tin tức tốt đối với thiên vận đầu tư công ty mà nói là xấu tin tức chương chín bị 100 triệu đô la đập khuôn mặt là cái gì thể nghiệm? 8. 10. 8. 7. 6. V. Đốt hoa tươi. Ken. Đặc thù nhiệm vụ, trợ giúp liễu tâm di giải quyết một miền nguy cơ. Nhiệm vụ hoàn thành. Quét thưởng, thu được hải phổ tổ chức cấp giữ trong ngân hàng Thụy Sĩ trương mục ẩn danh 100 triệu đô la. Đặc biệt ghi chú, lần này thưởng cho đem đi qua nhân cảnh đầu tư công ty từ ngân hàng Thụy Sĩ thu hoạch đối ứng tài chính đồng thời tùy ý ký chủ đi vào cá nhân tài khoản hoặc là an tâm đầu tư công ty tư nhân đầu tư tài khoản, chuyển khoản đem thời gian thực vào tài khoản. Ở. Xin hỏi người ở trong nhà, nữ bằng hữu vào trong ngực, đột nhiên bị 100 triệu đô la đập khuôn mặt là cảm giác gì? Phía trước An Lương trợ giúp Liễu Tâm Di giải quyết rồi hải phổ tổ chức vấn đề, nhưng an ninh quốc gia cục điều tra không biết đang dở trò quỷ gì sự tình, cái này một cái đặc thù nhiệm vụ cũng vẫn không có hoàn thành. Hiện tại đột nhiên sau khi hoàn thành, trực tiếp 100 triệu đô la đập khuôn mặt sao? Đây là An Lương đi qua may mắn một đời hệ thống lấy được đơn bút lớn nhất thưởng cho. Còn như phản bản kế hoạch. Tuy là cũng là may mắn một đời hệ thống cho tin tức, nhưng An Lương tự mình bố cục, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm ở giữa tọa trấn điều hành, mới, chỉ có, hoàn thành thu gặt được không? Nếu không là An Lương trước giờ ở thị trường chứng khoán Mỹ bố cục, phản bản kế hoạch liền lạnh được không? Giảng đạo lý, An Lương vẫn là càng ưa thích người ở ngồi trong nhà, tiền từ trên trời tới cảm giác. 100 triệu đô la. Dựa theo trước mắt tỷ suất hối đoái, ước chừng là 6 ước 8.720 vạn Z quốc nguyên. An Lương hơi chút suy nghĩ một chút, liền quyết định đem 6. 8 ước đi vào an tâm đầu tư công ty tư nhân đầu tư tài khoản. Bởi vì dựa theo tài chính báo thù thể lý luận, đầu nhập tài chính từ 5.000 vạn khởi bước, đầu nhập tài chính càng nhiều, cái kia tài chính báo thù thể hiệu quả càng tốt. Làm đầu nhập tư kim đạt đến 100 ức thời điểm, thiên vận đầu tư công ty đem trực tiếp xích tan vỡ. Bất quá an lương hiện tại tạm thời không có 100 ức, quốc tế hàng hiện có hoàng kim thị trường tài chính tạm thời không về được, bởi vì quốc tế giá vàng còn không có tăng vọt, đội tuyển quốc gia nhóm dường như vẫn còn ở làm âm mưu. 100 triệu đô la dựa theo tỷ suất hối đoái đổi thành dép quốc nguyên phía sau, 6. 8 ức tiến nhập lương ca ở an tâm đầu tư công ty tư nhân tài khoản, những thứ khác 720 vạn tiến nhập an lương cá nhân tài khoản, cái này một khoản thu nhập làm cho an lương cá nhân tài khoản lại vượt qua 1.500 vạn. Mua A. An lương đột nhiên ở Trần Tư Vũ trên mặt hôn một cái. Trần Tư Vũ có chút ngẩn ra, nàng đang cùng đám tiểu tỷ muội nói chuyện phím đâu. An đại sư, ngươi làm sao vậy? Trần Tư Vũ nghi ngờ hỏi. An Lương hướng Ninh Nhược Sương vẫy tay, Sương Sương, ngươi tới đây một chút. Ninh Nhược Sương đoán được là An Lương muốn hôn nàng một cái, nàng vẫn là ngoan ngoãn đi tới, An Lương quả nhiên cũng hôn nàng một cái. An Đại Sư, ngươi gặp chuyện tốt lành gì? Ninh Nhược Sương hỏi. Mới vừa buôn bán lời một khoản ngoài ý muốn chi tiền. An Lương cười đáp lại, ta cho hai người các ngươi thẻ, một người phát một trăm vạn đi qua, chính các ngươi muốn mua 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 liền mua mua mua, muốn chơi những thứ khác liền chơi những thứ khác, nhưng không cho phép làm cái gì ôm online, hiểu không? Hoa! Tạ tạ An Đại Sư! Trần Tư Vũ cũng hôn một cái An Lương. Ninh Nhược Sương cũng cảm tạ đáp lại, tạ tạ An Đại Sư. Gọi Lão Công! An Lương cười xấu xa. Trần Tư Vũ thấp giọng nói, Lão Công! An Lương vừa nhìn về phía Ninh Nhược Sương. Ninh Nhược Sương sắc mặt trở nên hồng, tiếng như mũi kêu kêu lên, Lão Công! An Lương đem Ninh Nhược Sương kéo qua, để cho nàng cùng Trần Tư Vũ một tả một hữu ngồi ở trong lòng, hắn là trái ôm phải ấp tận hưởng tề nhân chi phúc ngươi lại từ đâu bên trong kiếm tiền? Trần Tư Vũ hiếu kỳ. An Lương mới vừa chuẩn bị trở về ứng với, điện thoại di động của hắn liền phát ra điện báo tiếng chuông, Trần Tư Vũ đưa điện thoại di động lấy tới, điện báo biểu hiện là hoàng quốc Tường, An Lương hai tay ôm Trần Tư Vũ cùng Ninh Nhược Sương đâu, hắn nào có ở không rảnh rỗi nghe điện thoại. Trực tiếp một chút miễn đề. An Lương phân phó Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ điểm nghe, đồng thời điểm miễn đề. An Lương trước một bước nói, lão hoàng a, ta hiện tại không rảnh, miễn đề nghe điện thoại ngươi có chuyện gì? Hoàng Quốc Tường tự nhiên nghe được An Lương gợi ý miễn đề nghe điện thoại sự tình, hắn đáp lại nói, lần trước sự tình giải quyết triệt để, ngươi bên kia nhận được tin tức sao? Không có hứng thú biết, không có chú ý, ngươi cũng đừng nói cho ta biết, ngược lại đã sớm hoàn thành sự tình, trời mới biết các ngươi bên kia ở lôi lôi kéo kéo làm cái gì. An Lương không hứng thú lắm nói. Chúng ta đây mới vừa phát hiện tài khoản của ngươi thu vào 100 triệu đô la sự tình, ngươi có hứng thú sao? Hoàng Quốc Cường hỏi trần tư vũ cùng ninh nhược sương đều kinh ngạc nhìn an lương chuyện này nha còn phải cám ơn các ngươi lần trước không phải nói nha các ngươi thiết bị dùng rất tốt chúng ta bây giờ chợt một nhóm nghiệp vụ tốc độ phát triển thật nhanh lần này vừa lúc chia hoa hồng ngươi hiểu an lương đáp lại như thế kiếm tiền sao hoàng quốc tường nhổ nước bọt có muốn hay không hợp tác lâu dài hợp tác lâu dài an lương nghi hoặc ngươi muốn làm gì hôm nào tế đàm hoàng quốc tường thăm dò hành An Lương hô ứng, nhưng ta thanh minh trước, chuyện phạm pháp, ta nhưng không làm. Ha ha ha. Hoàng Quốc Tường bị An Lương chọc cười. Không thành vấn đề, ta cũng là tuân thủ luật pháp người tốt. Hoàng Quốc Tường đáp lại. Phải phải phải, mọi người chúng ta đều là tuân thủ luật pháp người tốt. An Lương đáp lại nói, đúng rồi, sự tình lần trước cảm ơn nhiều, bằng không ta cho ngươi bao cái đại hồng bao. Được a. À. Hoàng Quốc Tường sư tử há mồm, ta muốn 100 triệu. Quy. Quy lão hoàng ngươi nghe thấy sao tín hiệu không được à an lương dò hỏi cái này lão hoàng có độc a à, phát hồng bao cũng không muốn không có ý nghĩa treo hoàng quốc tường có lòng nhổ nước bọt an lương cái này tất cũng quá tao chứ hắn nói không cần mấu chốt là an lương lại trực tiếp cúp ha 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 trần tư vũ ban an lương cúp điện thoại sau đó nàng liền cười lên ha hả ninh nhật sương cũng nhịn không được bật cười đại sư chính là đại sư trần tư vũ chắc là khích lệ chứ Chương 933, sau cùng cảnh cáo. 9, 10, 8, 7, 8 V đúc Hoa Tươi. 11 giờ đêm. Ngày hôm nay An Lương ở tám số 805 phòng. Ninh Nhược Sương sức chiến đấu cũng không thái hành, có sao nói vậy đối lập, đế đô mèo lớn cùng băng sơn nữ nhi, cộng lại đại khái tương đương với tiểu hồ ly tinh. Sở dĩ thật đúng là hồ ly tinh lạc. An Lương gần nhất thỉnh thoảng sẽ nhìn một chút tiểu hồ ly tinh niên kỷ độ streamer tranh cử hoạt động xếp hạng, hết hạng ngày hôm nay mới thôi, tiểu hồ ly tinh thế mà còn là để nhất danh. Những người này cũng quá không được chứ? Sương sương. An Lương nhẹ khẽ vuốt vuốt Ninh Nhược Sương bóng loáng phía sau lưng. Ừm. Ninh Nhược Sương nhẹ giọng đáp lại. Ngươi thực sự là quá đẹp. An Lương đã là khen ngợi, lại là cảm thán nói. Ninh Nhược Sương dung nhan trị cho điểm cao tới 98 phân, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Mấu chốt hơn là, Ninh Nhược Sương học tập điệu nhảy dân tộc cùng yoga không có khe hở nối được không? Cái này Ninh Nhược Sương hầu như có tất cả yoga động tác, thuộc về muốn cái gì yoga động tác liền có thể có cái gì yoga động tác ngoại trừ sức chiến đấu hơi yếu một chút những thứ khác không thể soi mói nếu có hoàng mỹ tồn tại ninh nhược sương chính là gần nhất nhận một cái chứ thanh ninh nhược sương yêu kiều hanh khóe miệng nàng công lên một vệt độ cung nàng thích an lương khích lệ nàng chúng ta lại tới nghiên cứu một chút mới yoga phương thức ta lại học xong một cái mới sáo lộ ngươi nghe qua nằm hồ điệp thức sao an lương hư cười nói ninh nhược sương thẹn thùng đứng lên nàng thật vẫn nghe nói qua một hồi yoga học thuật giao lưu tiến hành rồi hơn nửa giờ, Ninh Nhược Sương lười biến gối lên An Lương phía bên phải, nàng len lén ở An Lương trên cánh tay nhẹ nhàng cắn một cái. Vốn là nàng muốn cắn nặng một chút, nhưng nàng cuối cùng là luyến tiếc. Lân cận lúc 12 giờ, An Lương thu đến Lý Cương tin tức. Lý Cương, An Tổng, tin tức tốt. Lý Cương, ta lập tức đem đối ứng tin tức đi qua bưu kiện phát tới, An Tổng, ngươi nhìn xong về sau liền đã biết. An Lương, hành. Ta xem trước, chờ một lát cho ngươi hồi phục. Không đủ nửa phút, An Lương nhận được lý cương phát qua đây bưu kiện, hắn cấp tốc kiểm tra đứng lên. Cái này, thiên vận đầu tư công ty chết chắc rồi. An Lương xem xong rồi bưu kiện sau đó, trực tiếp hồi phục tin tức. An Lương, buổi sáng ngày mai 9 giờ chung trực tiếp làm khó dễ. An Lương, tiêu ít tiền, nên mở rộng mở rộng một cái. An Lương, ngày mai sẽ đánh chết nó. Lý Cương, tốt. Lý Cương, chỉ là đáng tiếc, lấy phương thức như vậy giết chết nó, chúng ta cầm không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Lý Cương, ta nghiên cứu qua Thiên Vận Đầu Tư Công Ty, trong tay bọn họ có mấy cái phiếu công trái, còn có mấy cái cổ phiếu tương đối khá, nếu như có thể lấy tới, chúng ta có thể kiếm một khoản. An Lương, không nên cùng Thiên Vận Đầu Tư Công Ty dính vào bất kỳ quan hệ gì. An Lương, lần này bọn họ đã chết định rồi. An Lương, tính rồi, lùi lại đến 12 giờ trưa tuyên bố, ta bên này tiên phát một cái vòng bằng hữu, làm cho một số người rút vốn. Lý Cương, tốt. An Lương, chuyện này không có những người khác biết chưa? Lý Cương, chỉ có An Tổng, ta, Phạm Tổng, còn có nhân nghĩa an toàn người bên kia biết. An Lương, nghiêm ngặt bảo mật. Lý Cương, thu được. An Lương kết thúc cùng Lý Cương giao lưu trực tiếp, hắn trực tiếp ở đế đô tiểu đồng bọn đàn phát tin tức. An Lương, mọi người, ở. Tiền Tiểu Cương, hình ảnh. Tiền Tiểu Cương, hình ảnh. Tiền Tiểu Cương, Lương ca, chúng ta đều ở đây nhà ngươi sát vách, thập tam tiên sinh, tới hay không? Lý Tồn Viễn, vị trí tin tức. Vân Hải Dương, thằng nhóc cứng đầu ca mời khách lương ca mau tới a à. an lương an lương hải dương ca không hổ là ngươi tiền tiểu cương ta đã thành thói quen lý tồn viễn hải dương ca tập quán này cùng có tiền hay không không quan hệ đại khái là một loại lạc thú vân hải dương ba cái hảo nam nhân liên hợp lại làm ta an lương không phải chơi gay tiền tiểu cương không có hứng thú lý tồn viễn không biết xấu hổ vân hải dương an lương nói chính sự an lương nếu như các ngươi có bằng hữu hoặc là người quen vẫn còn ở thiên vận đầu tư công ty có tài chính tận lực để cho bọn họ rút lui ra khỏi thật là nhanh là hơn nhanh a à. an lương lần này ta quyết tâm nhất định phải đánh chết thiên vận an lương tốt lắm ta tái phát một người bạn quay vòng an lương không có nhiều lời hắn trực tiếp phát một người bạn quay vòng an lương xin hỏi cắn giết một nhà ngàn ức cấp bậc đầu tư công ty cần bao lâu ngày hôm nay chúng ta an tâm đầu tư như trước biết công kích thiên vận đầu tư nếu như vòng bằng hữu bạn bè ở thiên vận đầu tư có tài sản ủy thác quản lý, xin cố tha thứ, đối chuyện không đối người. Nếu không muốn được ngộ thương, xin mau sớm rút khỏi thiên vận đầu tư. Trước giờ nói rõ, lần này nhằm vào thiên vận đầu tư vô kỳ hạn, không điểm mấu chốt, thẳng đến cắn giết nó mới thôi. Đây là An Lương phát ra cuối cùng cảnh cáo. Đây cũng là An Lương miễn trách thanh minh. Có điều này vòng bằng hữu, An Lương ngày mai sát thiên vận đầu tư công ty thời điểm, mặc dù có người bị ngộ thương, vậy cũng trách cứ không đến An Lương trên người dù sao An Lương đã đao hạ lưu tình, từ 9 giờ thư thả đến rồi 12 giờ, còn không có rút vốn đúng là đáng đời lạc. Chương 934, tuyệt sát, chắc chắn phải chết. 10, 10, 88 v đất hoa tươi. Đêm khuya sáng sớm. An Lương ban bố vòng bằng hữu tin tức ở đế đô vòng đưa tới sóng lớn ngập trời. Đại lượng có quan hệ nhân viên dùng dập nhờ quan hệ hỏi thăm tin tức, Lý Tồn Viễn cùng Vân Hải Dương, còn có tiền tiểu cương ba người thành trọng điểm chiếu cố đối tượng. Thập tam tiên sinh bên trong, lý tồn viễn tam huynh đệ điện thoại di động hầu như cũng trong lúc đó vang lên lý tồn viễn nhìn lấy điện báo biểu hiện ta bên này chu gia vân hải dương nói rằng ta bên này bàn gia tiền tiểu cương quơ quơ điện thoại di động la gia nói như thế nào ăn ngay nói thật cái này tam gia cùng ta nhóm tam gia ít nhiều có điểm giao tình có thể giúp một cái đã giúp một cái đại gia cũng không dễ dàng lý tồn viễn nói rằng vân hải dương đáp lại nói giống như lương ca trước giờ nói một chút vậy chứng minh không phải là muốn nhằm vào bọn họ. Không thành vấn đề. Tiền tiểu cương đáp lại. Lý Tồn Viễn nghe điện thoại, hắn trước một bước nói rằng, Vinh Hoa ca, buổi tối khỏe. Chu Vinh Hoa nói đùa, người bên kia còn bật bật bật, hiện tại nhà ai nhảy đâu. Thập tam tiên sinh, Vinh Hoa ca qua đây ngồi một chút. Lý Tồn Viễn mời. Hành. Ta lập tức tới ngay. Chu Vinh Hoa trực tiếp bằng lòng. Lý Tồn Viễn cũng không có ngoài ý muốn, tốt, chúng ta ở thập tam tiên sinh một thể bên này. Tối đa nửa giờ, ngày hôm nay trận này rượu tính cho ta. Chu Vinh Hoa khách khí đáp lại. Sao có thể làm cho Vinh Hoa ca tiêu pha, ngày hôm nay tiền công tử tính tiền. Lý Tồn Viễn chế giễu một cái tiền tiểu cương. Nguyên lai là thằng nhóc cứng đầu ca tính tiền, vậy ta phải hảo hảo cùng thằng nhóc cứng đầu ca uống vài chén. Chu Vinh Hoa như trước có thể nói. Tốt, chúng ta chờ ngươi. Lý Tồn Viễn cúp điện thoại. Vân Hải Dương cũng cúp điện thoại, hắn trước một bước nói, Bàn Chính Phong muốn đi qua tiền tiểu cương đáp lại nói ta bên này là la gia la tấn còn có la mạng điệp cũng muốn qua đây ba người mới vừa nói còn bọn họ điện thoại lại reo vẫn là đế đô vòng mỗi cái gia tiểu bối hiển nhiên là thám thính tình huống đợt thứ hai sau khi cúp điện thoại lý tùng viễn nhìn về phía vân hải dương trêu nói hải dương ca ta bên này nhận được lý minh phi điện thoại hắn cùng lý mỹ muốn đi qua ngươi cùng lý mỹ vân hải dương vô lực nhổ nước bọt viễn ca cầu buông tha ta và lý mỹ không có gì cả vân hải dương nói rõ nói Nàng kia trước đây chắc là điên rồi sao? Dĩ nhiên nguyện ý cho vay ngươi. Tiền tiểu cương ở một bên điểm vàng. Khái khái. Vân Hải Dương không dám nói lời nào. Sau nửa giờ, để đô vòng thế hệ trẻ bọn tiểu bối lục tục qua đây, đại gia uống trước lấy rượu, ai cũng không có trước tiên là nói về thiên vận đầu tư chuyện của công ty. Cuối cùng vẫn là Lý Tồn Viễn mở miệng trước, ca môn mà nhóm, tỷ môn mà nhóm, ta biết ý của các ngươi, ta bên này chỉ nói một lần, lương ca bên kia cũng nói, hắn lần này muốn hạ tử thủ an tâm đầu tư nhất định sẽ cùng thiên vận đầu tư không chết không ngất đề nghị của chúng ta cũng chỉ nói một lần các ngươi nếu như ở thiên vận đầu tư có tài chính ủy thác quản lý chúng ta kiến nghị các ngươi mau sớm rút lui ra khỏi thật là nhanh là hơn nhanh ngày hôm nay có thể rút lui ra khỏi vậy ngày hôm nay rút lui ra khỏi buổi sáng phía trước có thể rút lui ra khỏi vậy buổi sáng phía trước rút lui ra khỏi lý tồn viễn nhắc nhở ta không bảo đảm an tâm đầu tư công ty bên kia lúc nào sẽ hạ thủ nhưng ta có thể khẳng định cho các ngươi cam đoan an tâm đầu tư muốn giết chết thiên vận đầu tư, vậy nhất định có thể giết chết thiên vận đầu tư. Lý Tồn Viễn thở dài nói. Lý Tồn Viễn đương nhiên là có lòng tin. Bởi vì An Lương đã ngã bài, quốc tế hàng hiện có hoàng kim thị trường bên kia có đại lượng lợi nhuận gần đi ra, một ngày sau khi đi ra, an tâm đầu tư công ty sẽ có mấy chục tỷ tiền mặt. Dưới tình huống như thế, dù cho an tâm đầu tư công ty muốn chơi giết địch 1.000 tổn hại 806 lộ, thiên vận đầu tư công ty đều không chịu nổi được không? Vân Hải Dương thấp giọng nói, Lý Mỹ, nhà các ngươi ở bên kia có bao nhiêu tiền? Lý Mỹ chần chờ một chút, hay là trở về đáp, ca ca của ta đầu 2.500, nhà của chúng ta khả năng có 10 cái tả hữu. Tận lực lui ra ngoài A. Vân Hải Dương đáp lại nói, thiên vận đầu tư công ty chết chắc rồi, nó không ngăn nổi, chỉ là vấn đề thời gian, đề nghị của ta là càng nhanh càng tốt. Nhưng là chúng ta là định kỳ đầu tư. Lý Mỹ đáp lại nói, không muốn tiền mặt, có cái gì muốn cái gì, cổ phiếu, phiếu công trái, kỳ hạn giao hàng, có cái gì muốn cái gì. Vân Hải Dương đề nghị. Minh bạch rồi. Lý Mỹ nhìn về phía Vân Hải Dương nói, "Cảm ơn." "Không khách khí." Vân Hải Dương đáp lại. Đế đô vòng trẻ tuổi thành viên tới cũng nhanh cũng tán nhanh hơn, bọn họ đã được đến câu trả lời mong muốn, đồng thời chiếm được phương án giải quyết. Dù cho thiên vận đầu tư công ty trong lúc nhất thời không lấy ra được tiền mặt, vậy tầm chờ, các loại, giá trị cổ phiếu, kỳ hạn giao hàng cùng với phiếu công trái, dù sao cũng có cái gì đáng tiền, liền muốn cái gì đáng tiền tối nay đế đô vòng nhất định là đêm không ngủ. Đế đô vòng 20 gia đã đem thiên vận đầu tư công ty tài sản điều tra nhất thanh nhị sở, bọn họ thậm chí chọn xong chính mình muốn cái gì, đồng thời cùng một chỗ trải qua lợi tức phân chia thảo luận. Chỉ cần 9 giờ thị trường cổ phiếu vừa mở, bọn họ sẽ thẳng hướng thiên vận đầu tư công ty. Bởi vì bọn họ cũng phát hiện vấn đề, nói thí dụ như An Lương đột nhiên từ Tê Quốc điều đi 100 triệu đô la qua đây, bọn họ cho rằng An Lương muốn làm giết địch 1.000 tổn hại 800 chiến thuật. Đối mặt An Lương cứng rắn như vậy thái độ, đế đô vòng 20 gia quyết định tự bảo vệ mình. Đáng thương thiên vận đầu tư công ty bây giờ là phiền phức không ngừng, đầu tiên là đế đô vòng 20 nhà người gây sự, phía sau còn có an tâm đầu tư công ty đã dơ lên đồ đao. Lần này, An Lương chuẩn bị thả tuyệt sát. Thiên vận đầu tư công ty, chắc chắn phải chết. Đồ đao đã dơ lên, cầu một tấm vé tháng. 7 tháng, chúng ta vé tháng đệ nhất, tháng 8, chúng ta vé tháng đệ nhị, 9 tháng, chúng ta bây giờ đệ tứ, nhưng chúng ta có thể xong đệ nhất. Chương 935, vạn sự tình đã chuẩn bị, trước hết giết đệ nhất gia. 1. 10. Cầu hoa tư duyệt vé tháng 8 giờ sáng Giác quốc thị trường cổ phiếu chưa mở ra, nhưng đế đô vòng 20 gia đã bắt đầu hành động. Đế đô vòng 20 gia tạo thành tạm thời lợi ích thể cộng đồng, bọn họ mục tiêu rất đơn giản, đó chính là tìm thiên vận đầu tư công ty đem ủy thác quản lý tài sản rút về tới. Còn như thiên vận đầu tư công ty không cho. Đó là không có khả năng. Nếu như thiên vận đầu tư công ty cự tuyệt đế đều quay vòng 20 nhà lợi ích thể cộng đồng, cái kia thiên vận đầu tư công ty chắc chắn phải chết. Thiên vận đầu tư công ty tạm thời cũng không biết an tâm đầu tư công ty đã dơ lên đồ đao, an lương gần đánh ra tuyệt sát kỹ năng, sở dĩ bọn họ nhất định sẽ tuyển trạch sau cùng giải dụa. Trên thực tế cũng là cũng như. Làm đế đô vòng 20 nhà lợi ích thể cộng đồng liên hợp yêu cầu thiên vận đầu tư công ty rút về đối ứng ủy thác quản lý tài sản thời điểm, thiên vận đầu tư công ty vốn chuẩn bị kéo dài thời gian, nhưng đế đô vòng 20 gia trực tiếp yêu cầu chờ, các loại, giá trị cổ phiếu, phiếu công trái, còn có kỳ hạn giao hàng. Thiên vận đầu tư công ty không muốn cùng là ý đế đều quay vòng 20 gia rút vốn nguyên nhân lớn nhất, cũng không phải thật không muốn để cho bọn họ rút vốn, mà là bởi vì rút vốn mang tới mặt trái tổn thất. Đế đô vòng 20 gia ở Thiên vận đầu tư công ty ủy thác quản lý tài sản có chừng 40 tỷ, nếu như muốn trong vòng thời gian ngắn bộ hiện 40 tỷ tiền mặt, dựa theo Thiên vận đầu tư nội bộ công ty tính ra, vô cùng có khả năng tổn thất vượt lên trước 100 ức. Tổn thất như vậy, vô luận như thế nào cũng không thể bị tiếp thu. Bởi vì này 100 ức tổn thất trực tiếp liền sẽ để thiên vận đầu tư công ty băng bàn. Nếu đều băng bàn, dĩ nhiên là sẽ không sợ sệt đế đô vòng 20 nhà uy hiếp Nhưng mà đế đô vòng 20 gia đưa ra chờ, các loại, giá trị cổ phiếu và phiếu công trái, còn có kỳ hạn giao hàng, vậy không có vấn đề, thiên vận đầu tư công ty hoàn toàn có thể tiếp thu. Bởi vì phương án như vậy, tương đương với đế đô vòng 20 gia dụng 400 ức tiền mặt, trực tiếp tiếp mâm thiên vận đầu tư công ty chờ, các loại, giá trị cổ phiếu và kỳ hạn giao hàng, cùng với chút ít tỷ lệ tương xứng phiếu công trái. Thiên vận đầu tư công ty không có tổn thất dưới tình huống, tự nhiên nguyện ý giải quyết đế đô vòng 20 nhà vấn đề. Dù sao Thiên vận đầu tư công ty hiện tại cùng An tâm đầu tư công ty đang tiến hành chiến tranh. Được rồi. Nói đúng ra, chắc là Thiên vận đầu tư công ty bị An tâm đầu tư công ty đè xuống đất nhục nhã, đường đường ngàn ức cấp tài sản quản lý đầu tư công ty bị mạt học người hiểu biết ít An tâm đầu tư công ty dễ dàng áp chế. Xét thấy muốn ứng phó An tâm đầu tư công ty người gây sự, Thiên vận đầu tư công ty cũng không muốn kêu thêm chọc đế đô vòng 20 gia bằng không muốn song tuyến chiến đấu sao? Giảng đạo lý mà nói, Đế Đô vòng 20 gia tạo thành lợi ích thể cộng đồng so với an tâm đầu tư công ty có uy hiếp bờ nhiều lắm, Thiên Vận đầu tư công ty tự nhiên không muốn đắc tội bọn họ. 10 giờ sáng nhiều chung, Thiên Vận đầu tư công ty cùng Đế Đô vòng 20 nhà kết toán hoàn thành, ở Đế Đô vòng 20 nhà dưới sự thao túng, tất cả mọi chuyện đều công việc được thật nhanh, trước trước sau sau hơn 2 giờ, liền triệt để thu hồi ủy thác quản lý 41 tỷ 700 triệu tài sản. Chú ý, đây là thu hồi ủy thác quản lý tài sản cũng không phải là cái gì tài sản dời đi. Đế đô vòng 20 gia vốn là ở thiên vận đầu tư công ty đầu nhập vào 41 tỷ 700 triệu tài chính, ủy thác thiên vận đầu tư công ty tiến hành đầu tư quản lý, hiện tại chỉ là hủy bỏ ủy thác, thu hồi tự có tài chính. Dời đi tài sản thuyết pháp, nghe giống như là đang nói cái gì trái pháp luật phạm tội sự tình. 11 giờ trưa, đế đô tiểu đồng bọn đàn. Tiền tiểu cương, an lương, lương ca, ngươi đã tỉnh chưa? An lương. Tiền tiểu cương, ta suy nghĩ ngươi có hai người bạn gái, cái này không lo lắng ngươi vất vả quá độ sao? An Lương, thằng nhóc cứng đầu ca, ngươi có độc. An Lương, có chuyện gì không? Lý Tùng Viễn, đế đô vòng bên này tài chính, trên cơ bản từ thiên vận đầu tư công ty rút lui ra khỏi, mặc dù còn có, đó cũng là cực kỳ bé nhỏ. Lý Tùng Viễn, lương ca, ngươi lại có thủ đoạn gì? Vân Hải Dương, chẳng lẽ muốn chờ một chút quốc tế hàng hiện có hoàng kim thị trường tài chính đã trở về trực tiếp đối kháng. An Lương, đối kháng là muốn tiêu tiền. An Lương 12 giờ công bố tình huống, chính các ngươi xem đi, không nói, ta bên này còn đang nhìn vàng đâu. An Lương đang ở kiểm tra quốc tế hàng hiện có hoàng kim thị trường tình huống, quốc tế giá vàng lại vẫn ở giá thấp vị trạng thái. Hiện tại đã là ngày 13 tháng 2, quốc tế hàng hiện có hoàng kim trong chợ giá vàng cư nhiên cũng chỉ có 1 gam 355 nguyên trình độ. Nếu không là may mắn một đời hệ thống minh sát biểu thị ngày 24 tháng 2 quốc tế giá vàng là 1 gam 450 nguyên, An Lương chính mình là xem không hiểu cái này giá vàng, dù sao thật là quỷ dị một điểm quốc tế giá vàng còn có 11 ngày, liền trực tiếp dâng lên đến 1 gam 450 nguyên, ai đây thưa à? Cho dù là Britain quốc thoát khỏi Europa liên minh, do đó có thể đối với toàn cầu kinh tế thị trường tạo thành trùng kích, mới, chỉ có, vẹn vẹn làm cho quốc tế giá vàng xông lên 1 mươi 399 nguyên mà thôi, liền 400 nguyên đều không có đột phá. Đến tục cùng biết xảy ra tình huống gì, mới có thể làm cho quốc tế giá vàng ở ngắn ngủi một trong vòng một ngày tăng vọt. Chẳng lẽ là bạch đầu ưng quốc bị gài bẫy? Nếu như là bạch đầu ưng quốc bị gài bẫy, cái kia quả thật có khả năng xuất hiện ở ngắn mũi một trong vòng một ngày làm cho giá vàng tăng vọt tình huống. Bất quá, quốc tế hàng hiện có hoàng kim thị trường sự tình hơi chút theo sau một điểm, An Lương hiện tại trước phải giết chết thiên vận đầu tư công ty. 12 giờ cả, An Tâm đầu tư công ty đúng giờ truyền ra ngoài thông cáo. Tuyệt sát đột kích. Chương 936, đồ đao hạ xuống. 2. 10. Cầu hoa tư duyệt vé tháng. Ngày 13 tháng 2 12 giờ trưa cả, An Tâm đầu tư công ty lại một lần nữa truyền ra ngoài thông cáo an tâm đầu tư. Xin hỏi một nhà thành lập 20 năm, tư quản quy mô quá ngàn ức, năm đều lợi nhuận 6%, 8% lão bài đầu tư công ty, đến tục cùng sẽ bị như thế nào cắn dết? Vì trả lời cái này một vấn đề, chúng ta an tâm đầu tư tự mình làm biểu thị. Thiên vận đầu tư công ty thành lập với năm 1999, tối cao tư quản quy mô 1.322 ức, người có tuổi nhất lợi nhuận suốt 8. 45%, đây là một phần hết sức ưu tú thành tích. Nhưng thiên vận đầu tư thực sự rất ưu tú sao? Chúng ta an tâm đầu tư hẳn không có tư cách đánh giá, chúng ta chỉ có thể đem thiên vận đầu tư tình huống công bố ra, làm cho quảng đại người đầu tư tự hành phán đoán. Năng lượng cao báo động trước. Kế tiếp nội dung, chúng ta an tâm đầu tư thực danh tố giác, đồng thời phụ pháp luật trách nhiệm. Năm 2015 tháng 2, thiên vận đầu tư công ty sáng lập đám mây sủng ái hạng mục. Nên hạng mục cũng không phải thiên vận đầu tư công ty trực quản hạng mục, nhưng nên bộ môn tư tài chính vào thiên vận đầu tư, thành tựu thiên vận đầu tư công ty đơn nhất lớn nhất tài sản quản lý phe ủy thác. Trước tiên giới thiệu đám mây sủng ái hạng mục, cái này một cái hạng mục sáp nhập vào đám mây khái niệm kỹ thuật, căn cứ vào đám mây khái niệm kỹ thuật đi qua đám mây nuôi trồng các loại sủng vật, do đó thực hiện tăng giá trị tiền vốn mục đích. Ở năm 2015 thời điểm, đám mây sủng ái hạng mục vẹn vẹn chỉ là một loại góp vốn thủ đoạn, năm tỷ lệ hồi báo cũng chỉ có 5%, toàn bộ nhìn như đều rất bình thường nhưng mà thiên vận đầu tư công ty chủ thể đưa vào hoạt động ở năm 2015 giao ra giải bài thi là 8. 2% tỷ lệ lợi ích. Trên thực tế chúng ta an tâm đầu tư chiều sâu nghiên cứu thiên vận đầu tư sau đó phát hiện, thiên vận đầu tư công ty căn bản không khả năng ở năm 2015 thực hiện 8. 2% tỷ lệ lợi ích. Sở dĩ cái này một khoản tài chính là như thế nào tới? Đáp án chính là đám mây sủng ái hạng mục. Từ 2016 năm bắt đầu, đám mây sủng ái bộ môn năm tỷ lệ hồi báo tăng lên tới 7. 5%, góp vốn tổng ngạch đạt được 10 tỷ. 2017 năm năm tỷ lệ hồi báo tăng thêm một bước đến rồi 8. 5%, góp vốn tổng ngạch đã vượt qua 20 tỷ, năm tới góp vốn tổng ngạch đột phá 30 tỷ, đồng thời vẫn còn ở cấp tốc tăng thêm. 2019 năm thời điểm, đám mây sủng ái bộ môn 5 tỷ lệ hồi báo tăng lên tới 11%, góp vốn tổng ngạch đột phá 60 tỷ, những tiền này toàn bộ sáp nhập vào thiên vận đầu tư công ty. Từ 2017 năm đến 2019 niên kỷ giang, thiên vận đầu tư đi qua nhiều loại thủ đoạn, đem đại khái 12 tỷ tài chính chuyển tới sư thành. Thiên vận đầu tư công ty đời trước tổng tài thê tử đã tại 2017 năm tháng 1 gia nhập vào sư thành quốc tịch. Hiện nay đám mây sủng ái góp vốn vẫn đang tiến hành, cái này một cái hạng mục vẫn là thiên vận đầu tư công ty đơn nhất lớn nhất tài sản quản lý phe ủy thác, đồng thời chưa từng có tiến hành qua tài chính điều chỉnh. Quản đại tài chính nghề nghiệp những người đồng hành, xin hỏi loại năm này tỷ lệ lợi ích 11% góp vốn hạng mục hơn nữa là vòng qua tài chính cai quản góp vốn hạng mục, xin hỏi đại gia thấy thế nào? Chúng ta an tâm đầu tư có một cái to gan ý tưởng, nhưng cũng không dám nói ra. Bởi vì sau khi nói ra, đám mây sủng ái hạng mục tất nhiên bạo tạc, vượt lên trước 60 tỷ tài chính, mấy triệu người đầu tư tiền mồ hôi nước mắt, sắp có khả năng huyết bản vô quy. Tình hữu nghị gợi ý, chúng ta an tâm đầu tư đã đem tài liệu tương quan đưa đến giám thị ký tên, quốc gia tối cao giam để ý ti, đài truyền hình quốc gia xin trả có ủy thác thiên vận đầu tư công ty tiến hành tài sản quản lý hộ khách nhóm, nắm chặt cuối cùng thời gian A. An tâm đầu tư công ty thông cáo thoạt nhìn lên rất hàm súc, nhưng mà hơi có chút tài chính thông thường người làm cùng tương quan người đầu tư, liền có thể đoán được, một ngày năm lợi nhuận suất vượt lên trước 8% sau đó, vậy sẽ phải có tổn thất tiền vốn chuẩn bị tâm lý. Cái này cái gọi là đám mây sủng ái hạng mục, an tâm đầu tư công ty vì cho một ít người bảo lưu mặt mũi, nói phải từ ngữ mập mờ, nhưng kỳ thật chính là điển hình bàn thị âm mưu. Dù sao An Tâm Đầu Tư Công Ty đã điểm ra ở 2017 năm thời điểm, Thiên Vận Đầu Tư Công Ty đời trước tổng tài Trần Thụy Thê tử tống tử Lâm đã thay đổi quốc tịch. Đồng thời Thiên Vận Đầu Tư Công Ty đem đại khái 120 ức tài chính chuyển tới sư thành. Những thứ này đều là phi thường minh xác gợi ý. Thiên Vận Đầu Tư Công Ty đã sớm suy nghĩ xong đường lui. An Tâm Đầu Tư Công Ty ban bố thông cáo ở tài chính trong vòng đưa tới địa chấn. 60 tỷ tài chính không phải số lượng nhỏ đám mây sủng ái hạng một lập tức bị các loại người thần thông quảng đại bới đi ra, vẻn vẹn sau 3 tiếng, internet bên trong liên quan tới đám mây sủng ái hạng một kẻ khả nghi phi pháp góp vốn, hơn nữa là bàn thị âm mưu tin tức cũng đã là phô thiên cái địa. Vô luận là ủy bộ hot sớt, vẫn là từng cái tân văn truyền thông, cũng hoặc là là các loại từ truyền thông, toàn bộ đều ở cọ lần này sự kiện nhiệt độ, nhưng những người này đều phi thường hiểu chuyện, vẻn vẹn chỉ cọ nhiệt độ, tuyệt đối không đào sâu phía sau tỉ mỉ. Quân bất kiến an tâm đầu tư lập tức phải hại chết tư quản quy mô ngàn ức cấp bậc lão bài đầu tư công ty sao? Loại thời điểm này đi đào an tâm đầu tư tại sao muốn làm thiên vận đầu tư? Sợ không phải muốn chết. Tài chính vòng Tân Văn vĩnh viễn là hài hòa nhất, dù sao thì là luận sự tình, tuyệt đối sẽ không giống như ngu nhạc bác quái Tân Văn giống nhau các loại lan tràn sâu đào. Toàn bộ lưới nhiệt nghị dưới tình huống, thiên vận đầu tư công ty đã bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió bên trên. Chương 937, ức cấp đầu tư công ty tử vong. 3. 10. Cầu hoa tư duyệt vé tháng Đã từng an lương ở vòng bằng hữu ban bố một cái tin tức, hắn hỏi cắn giết một nhà ngàn ức cấp bậc đầu tư công ty cần bao lâu? Hiện tại có đáp án. Chỉ cần 5 ngày. Ngày đầu tiên buông lời đi ra muốn làm thiên vận đầu tư công ty, ngày thứ hai cho nhân viên tương quan rút vốn thoát đi chiến trường, từ ngày thứ ba bắt đầu chính thức chiến tranh, ngày thứ năm triệt để cắn giết một nhà tư quản quy mô ngàn ức cấp đầu tư công ty. Nói đúng ra, vẻn vẹn 3 ngày thời gian, an tâm đầu tư công ty liền triệt để thắt cổ thiên vận đầu tư công ty đế đô tiểu đồng bọn trong bầy. Lý Tồn Viễn, An Lương, Ngưu Tất. Vân Hải Dương, Vô Địch. Tiền Tiểu Cương, Lương Ca, Ngưu Tất, ta Tiền Tiểu Cương nguyện xưng ngươi tối cường. An Lương, thiên vận đầu tư chính là tự tìm chết. An Lương, nếu như bọn họ là tự có tài chính vượt lên trước ngàn ức, ta cũng không khả năng nhanh như vậy liền đánh bại bọn họ. Nếu như thiên vận đầu tư công ty thật là tự có tài chính phá ngàn ức, cái kia an tâm đầu tư công ty cùng thiên vận đầu tư công ty chiến tranh chỉ sợ cũng biết lan tràn dài dằng dặc, có thể đạt được mấy năm. Lý Tùng Viễn, được rồi, Lương Ca, để đô vòng có vài người biểu thị cảm tạ ngươi, bọn họ hôm nào nghỉ mời ngươi ăn cơm. Vân Hải Dương, chủ yếu là cái kia 20 nhà. Tiền Tiểu Cương, lần này nếu như Lương Ca không có nhắc nhở bọn họ, chỉ sợ bọn họ liền muốn lạnh. Lý Tùng Viễn, thiên vận đầu tư công ty tài sản đã bị giám thị ký tên phong tỏa, đang ở toàn diện thẩm tra đám mây sủng ái sự tình. Lý Tùng Viễn, nếu như cái kia 20 gia không có nói trước trốn tới, lần này tất nhiên tổn thất nặng nề. An Lương, kỳ thực cũng sẽ không tổn thất nhiều lắm chứ. An Lương, chỉ là phong tỏa tài sản, một ngày giải phong sau đó, nên trả còn là muốn trả, dù sao bọn họ chỉ là tài sản quản lý ủy thác. Tiền tiểu cương, không phải không phải không phải. Không phải. An Lương. Vân Hải Dương, chúng ta nghe đến một ít tin đồn, lần này đám mây sủng ái tùy thuộc tài chính quá lớn, quy mô cũng quá rộng, dự tính vượt sự tình vượt lên trước 3 triệu người, quan phủ cũng bị làm được bể đầu sức tráng. Vân Hải Dương, bởi vì vượt sự tình quy mô quá rộng quá lớn, vì để tránh cho gây nên đại quy mô vấn đề, thiên vận đầu tư công ty tài sản, đem ưu tiên dùng với bồi thường đám mây sủng ái bộ môn người đầu tư. Tiền tiểu cương, loại này ưu tiên bồi thường biết khấu trừ đối ứng lợi nhuận, nói thí dụ như ở năm 2015 tiến vào đám mây sủng ái, nếu như đầu nhập vào 100 vạn, hiện tại lớn nhất bồi thường chính là 100 vạn, như phía trước đã chuyển đi ra khoản thu nhập từ rồng, phía sau bồi thường liền khấu trừ đối ứng khoản thu nhập từ rồng. Lý tùng Viễn Hiện nay thiên vận đầu tư tài sản kích thước lớn khái cũng chỉ có 60 tỷ nhiều một chút, đám mây sủng ái bộ môn bồi thường đoán sơ qua vượt lên trước 500 ức, còn là không bồi thường lợi tức dưới tình huống. Lý Tùng Viễn, còn thừa lại 100 ức tả hữu tài sản, phải bồi thường kim lăng quay vòng vượt lên trước 30 tỷ ủy thác tài chính, tương đương với tài sản ngâm nước 2 phần 3. Lý Tùng Viễn, như đế đô vòng 20 gia không có rút về tới, đó chính là 500 ức thừa ra tài sản bồi thường 80 tỷ ủy thác tài chính, tương đương với vô căn cứ tổn thất vượt lên trước 37% trình độ. Lý Tùng Viễn, sở dĩ đế đô vòng cái kia 20 gia đối với ngươi đều tràn đầy cảm kích. An Lương, bọn họ loại này thao tác sẽ không trái pháp luật chứ? An Lương, dù sao loại này trước giờ lui ra có điểm. Ngươi hiểu. Lý Tùng Viễn, hợp pháp. Chỉ là dễ dàng bị mang nhịp điệu mà thôi. Dù sao chính bọn hắn tiền, bọn họ cũng có quyền lợi rút về tài chính ủy thác quản lý, vì sao liền trái pháp luật? Lý Tùng Viễn, tình huống hiện tại dưới cũng không có ai nói chuyện này. Một ngày nói ra đó chính là đắc tội rồi 20 gia, thậm chí sẽ còn đắc tội các ngươi an tâm đầu tư, ai không có chuyện gì nói ra. Có đạo lý. Dựa theo tình huống trước mắt, nếu ai đào sâu loại tin tức này, đây tuyệt đối là chính mình tìm phiền toái cho mình. Dù sao đế đô vòng 20 nhà thao tác là hợp pháp, bọn họ chỉ là trước giờ rút về chính mình ủy thác thiên vận đầu tư công ty quản lý tài chính mà thôi. Tự cầm trở về tiền của mình, có vấn đề gì không? Mặc dù đang vấn đề bạo phát đêm trước cầm lại tiền của mình, ở đại chúng xem ra thuộc về trước giờ đã biết vấn đề, trước một bước đường chạy dáng vẻ nhưng phải thì như thế nào bọn họ thao tác chính là hợp pháp chỉ là về tình cảm không thể nào tiếp thu được mà thôi nhưng tài chính quay vòng chính là cái này một điểm tốt tân văn báo đạo gì gì đó cũng luận sự sẽ không tùy ý bác quái lý tồn viễn được rồi lương ca còn có một cái tin đồn vân hải dương cái này tin đồn đem ta người đều thấy choáng tiền tiểu cương ta có người choáng váng tiền tiểu cương những người này cũng quá thông minh a à. tiền tiểu cương ta đột nhiên cảm thấy, ta và những người này so với, hoàn toàn chính là một cái đại ngốc tất. Tiền tiểu cương, có phải hay không các ngươi chơi kim dung mỗi một người đều thông minh tuyệt đỉnh? An lương, tình huống gì? Vân Hải Dương, làm cho viễn ca nói đi, ta hiện tại đều là chóng mặt trạng thái, quả thực đạt mã kích thích, có thể so với hoàng vị đấu tranh giống nhau. Lý Tồn Viễn, xác thực phi thường kích thích. An lương, tới, ngồi đợi bác quái. Chương 938, Chính Bình Hố Chính Bình Tao Thao Tác. 4, 10, cầu hoa tư duyệt vé tháng. Vân cảnh quốc tế nhà trọ 8 số 806 phòng phòng khách. An Lương ngồi ở trên ghế salon, đế đô mèo lớn tự nhiên là trong lòng miêu trạng thái, nàng thích nhất làm trong lòng miêu. Ninh Nhược Sương lại đang khiêu vũ, lập tức sẽ đi học, Ninh Nhược Sương gần nhất rất nỗ lực, nàng đã nghĩ giảm hai cân xuống phía dưới. Vũ đạo sinh thể trọng yêu cầu phi thường nghiêm ngặt. Tư vũ, đến xem bát quái. An Lương chào hỏi trong lòng miêu. Sương Sương, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút, chúng ta xem một cái bát quái. An Lương Hô. Ừm. Ninh Nhược Sương đi tới, nàng phân phân nửa trần tư vũ vị trí, hai người một tả một hữu ngồi ở An Lương trong lòng, tra xét đế đô tiểu đồng bọn bầy bát quái. An Lương tiếp tục gửi đi tin tức. An Lương, tới tới tới, các ngươi chị dâu cũng chờ đấy bác quái. Lý Tồn Viễn, chị dâu tốt. Vân Hải Dương, cái kia một cái chị dâu. Tiền Tiểu Cương, tất nhiên là đại tẩu. An Lương, hai cái đều ở đây, nhanh lên một chút bát quái bát quái, chờ đây. Tiền tiểu cương, ước ao. Tiền tiểu cương, lương ca ngư tất. Ta đang cố gắng chung, tiếp theo xem ta biểu diễn. Vân Hải Dương, ta ói ra. Tiền tiểu cương, Hải Dương ca, ta và ngươi, ngươi bên này cùng Lý Mỹ cho tàn lại cháy sự tình, chúng ta cũng còn không có bác quái đâu. An lương, Lý Mỹ. Lý Tùng Viễn, không phải nhà chúng ta, mà là thành tây ba đạo bên kia nhị Lý Gia, Hải Dương ca bạn gái trước. Vân Hải Dương, không phải. Vì sao chính là bạn gái trước rồi hả? Vân Hải Dương, ta và nàng liền dắt dắt tay được rồi. Vân Hải Dương, chờ, các loại. Vân Hải Dương, chúng ta không phải bác quái thiên vận đầu tư công ty hoàng vị đấu tranh sao? Tiền Tiểu Cương, Hải Dương ca, chính ngươi khơi màu chứ. Lý Tồn Viễn, Hải Dương ca, ta khuyên ngươi điệu thấp một điểm, hồ sơ đen của ngươi một đống lớn. Vân Hải Dương, các đại ca, ta sai rồi. An Lương, chờ, các loại, bác quái. Lý Tồn Viễn, trước tiên là nói về bác quái. Lý Tồn Viễn, Lương ca, các ngươi an tâm đầu tư điều tra tin tức, còn có sâu hơn đồ đạc không có đào. Lý Tùng Viễn, thiên vận đầu tháng 4 năm 2015 tháng 2 thành lập đám mây sủng ái kế hoạch, nhưng năm 2015 tháng 1 thời điểm, thiên vận đầu tư đời trước tổng tài Trần Thụy, cũng đã bởi vì thân thể nguyên nhân thoái ẩn tuyến 2. Lý Tùng Viễn, thiên vận đầu tư công ty cổ quyền chia làm tứ đại bộ phận, Trần Thụy chiếm giữ 82%, hắn thân đệ đệ Trần Huy chiếm giữ 10%, hắn lão bà Tống Tử Lâm chiếm giữ 5%, tầng quản lý chiếm giữ 3%. Lý Tùng Viễn ở Trần Thụy lui khỏi vị trí tuyến hai phía trước, hắn lấy trước ra khỏi 2% thưởng cho tầng quản lý, do đó ổn định toàn bộ thiên vận đầu tư công ty. Một chiêu này phi thường tốt. Ổn định lòng người gì gì đó, đơn giản chính là xuất ra lợi ích mà thôi. Bằng không hứa hẹn ngân phiếu không sao. Trước đây năm 2015 Trần Thụy lui khỏi vị trí tuyến hai thời điểm, thiên vận đầu tư công ty không có phát ra tiếng bất luận cái gì tầng quản lý biến động, chính là bởi vì Trần Thụy lấy ra 2% cổ phần thưởng cho tầng quản lý. Lý Tồn Viễn, còn lại 80% cổ phần, hắn trước tiên xuất ra 67% cổ phần, trực tiếp chuyển nhượng đến rồi Trần Hy danh nghĩa, làm cho Trần Hy đối với thiên vận đầu tư công ty bảo trì tuyệt đối trưởng thống quyền lợi. Đối với hình thức đầu tư cổ phần công ty mà nói, 51% cổ phần cùng 67% cổ phần, tuy là đều gọi cổ phần khống chế cổ quyền, nhưng kỳ thật tồn tại khác biệt. 51% cổ quyền là đối lập nhau cổ phần khống chế, chỉ có thể làm một ít hàng ngày quyết định. 67% là tuyệt đối cổ phần khống chế, ý nghĩa có thể đối với công ty làm bất luận cái gì thao tác. Lấy thiên vận đầu tư công ty làm thí dụ, Trần Hy sở hữu 67% cổ quyền, ý nghĩa Trần Hy có thể đối với thiên vận đầu tư công ty tiến hành bất luận cái gì thao tác, bao quát làm cho thiên vận đầu tư công ty tại chỗ giải tán, đồng thời không cần còn lại cổ đông đồng ý. Trần Thụy đem 67% cổ phần lưu cho Trần Hy, hoặc nhìn là bảo đảm Trần Hy đối với thiên vận đầu tư công ty tuyệt đối cổ phần khống chế, cho thấy hắn đối với cái này một đứa con trai phi thường hài lòng. Lý Tồn Viễn, Trần Thụy trong tay còn thừa lại 13% cổ phiếu, hắn trước cho Tống Tử Lâm 10%, làm cho Tống Tử Lâm cổ phần đề thăng tới 15%, trở thành thiên vận đầu tư đệ nhị đại cổ đông, sau đó sẽ cho Trần Huy 2%, Trần Thụy chính mình cuối cùng tượng trưng bảo lưu 1% cổ phần. Lý Tồn Viễn, đến tận đây Trần Thụy hầu như hoàn toàn nhường ra thiên vận đầu tư công ty Hoàng Vị, nhưng Trần Thụy vẫn là thiên vận đầu tư công ty Thái Thượng Hoàng, sau đó hắn âm thầm thúc đẩy đám mây sủng ái kế hoạch. Lý Tồn Viễn, 2017 năm tháng 1, Tống Tử Lâm quốc tịch thay đổi vì sư thành thời điểm, đi theo Tống Tử Lâm đi qua còn có một bút 30 ức tài chính, nhưng cái này một khoản tài chính không có ở Tống Tử Lâm trưởng khống phía dưới, phản mà tiến vào Trần Thụy thiết lập gia tộc thư tóc quay kim chi trung. Lý Tồn Viễn, như là các ngươi an tâm đầu tư điều tra tình huống, từ 2017 năm đến 2019 niên kỷ giang, thiên vận đầu tư công ty đi qua nhiều loại thủ đoạn đem 120 ức tài chính đầu nhập vào Trần Thụy ở sư thành gia tộc Vĩ Thác Trung. Lý Tồn Viễn, đặc biệt nhắc nhở, sư thành bên kia gia tộc vĩ thác là trần thụy quyền quản lý cũng không phải tống tử lâm quyền quản lý đồng thời 120 trăm ức tiền bạc quyền sở hữu là trust company ý nghĩa một khoản tiền này không phải trần thụy nhưng trần thụy có quyền quản lý cùng sử dụng gia tộc vĩ thác nha hiểu đều hiểu vòng qua pháp luật truy cứu trách nhiệm tiêu chuẩn sáu lộ dù sao tiền quyền sở hữu không thuộc về trần thụy tìm trần thụy truy cứu trách nhiệm có ích lợi gì chương 939, quả nhiên có thể so với tranh đoạt hoàng vị năm mười cầu hoa tư duyệt vé tháng đế đô tiểu đồng bọn trong đám bát quái vẫn còn tiếp tục lý tồn viễn lương ca chúng ta phía trước từng nói với ngươi trần thụy tiến nhập icu tình huống chứ an lương là an lương hiện tại đánh chữ bất tiện hắn tận lực ngắn gọn đáp lại lý tồn viễn cái này nhân loại hiện tại đi ra hoàn toàn giống như không có chuyện gì người giống nhau an lương giả bộ bệnh lý tồn viễn không phải hắn là thật sự có bệnh nhưng bệnh lâu thành lương y lại tăng thêm điều kiện kinh tế hài lòng bệnh tình của hắn thống chế được phi thường tốt. Lý Tồn Viễn, Trần Thụy hiện tại công khai phát ra tiếng, biểu thị hắn ở năm 2015 tháng một phần liền thối lui ra khỏi thiên vận đầu tư công ty tầng quản lý, cũng không tham dự thiên vận đầu tư công ty thực tế quản lý. Lý Tồn Viễn, Trần Thụy biểu thị vô luận là đám mây sủng ái hạng mục, vẫn là thiên vận đầu tư công ty ở năm 2015 tháng một phía sau đưa vào hoạt động tình huống, hắn toàn bộ đều không biết, đồng thời cũng không có tham dự. Lý Tồn Viễn, có ý tứ sự tình tới, đám mây sủng ái bộ môn người khởi xướng là Trần Huy, cũng chính là Trần Thụy thân đệ đệ, hắn người em trai ruột này so với hắn nhỏ ước chừng 18 tuổi. Lý Tồn Viễn, tình huống hiện tại là Trần Thụy bởi vì ở năm 2015 tháng một liền chuyển nhượng tương quan cổ phần, hắn vẻn vẹn bảo lưu một phần trăm cổ quyền, lại tăng thêm không có tham dự đám mây sủng ái hạng mục, cùng với từ năm 2015 tháng một sau đó thiên vận đầu tư công ty đưa vào hoạt động quản lý, hắn hầu như có thể toàn thân trở ra. Lý Tồn Viễn, nhưng cái này nhân loại ở sư thành thiết lập gia tộc vĩ thác ước chừng lấy được 120 ức tài chính. An lương, hắn bán đứng mọi người. Lý Tồn Viễn, dĩ nhiên không phải. Lý Tồn Viễn, đây chính là đặc sắc nhất bộ phận tới. Lý Tồn Viễn, Trần Hy không phải Trần Thụy Nhi Tử. An lương, họa tàu. Lý Tồn Viễn, không sai. Trần Hy không phải Trần Thụy Nhi Tử, Trần Thụy Thê Tử Tống Tử Lâm so với Trần Thụy Nhỏ ước chừng 24 tuổi. Trước đây Tống Tử Lâm có bầu hài tử cũng không phải là Trần Thụy, mà là Trần Huy. Lý Tồn Viễn, chuyện này bị Trần Thụy bí thư Lưu Tiểu Kiều ngẫu nhiên biết, sau đó báo cho Trần Thụy, Trần Thụy tại xác định tình huống sau đó, chỉ sợ cũng bắt đầu kế hoạch chuyển nhượng cổ phần, xây dựng đám mây sủng ái, cùng với gia tộc vĩ thác sự tình đi. Lý Tồn Viễn, chuyện lần này, dựa theo tin đồn thuyết pháp, hoàn toàn chính là Trần Thụy một tay xây dựng ra tới, hắn đem Trần Huy, Tống Tử Lâm, còn có Trần Hy cùng nhau đưa xuống thâm nguyên. Tiền Tiểu Cương, lạnh rung. Tiền Tiểu Cương, các ngươi chơi kim dung thực sự quá độc ác. Vân Hải Dương thấy âm thầm bội phục. An Lương, từ đâu tới tinh đồn? Lý Tùng Viễn, đương nhiên là cái kia 20 gia truyền tới, bọn họ vẫn chú ý chuyện tiến triển, quan phủ điều tra phát hiện Trần Thụy Lưu lại thân tử giám định tình huống, đồng thời giám định thời gian là 2014 năm tháng 12. Lý Tùng Viễn, đây mới là tất cả mọi chuyện bắt đầu. Lý Tùng Viễn, cái này Trần Thụy thực sự quá mạnh. Lý Tùng Viễn, hiện tại mọi người cũng hoài nghi hắn là hắc thủ sau màn, nhưng chính là không có chứng cứ. Kim Lăng quay vòng bản thổ người đã muốn hận chết hắn, nhưng hắn hiện tại ngược lại thân thỉnh quan phủ tuần bộ bảo hộ, ngươi dám tin. An Lương, ngưu tất. An Lương, cái này cũng cũng ngưu tất. An Lương, ta rất ngạc nhiên Kim Lăng vòng những người đó cuối cùng kết cục như thế nào. Lý Tùng Viễn, chúng ta chỉ có thể chúc phúc Trần Hy bọn họ vận may. Tiền Tiểu Cương, vượt lên trước 20 tỷ thiệt thòi tổn hại, dựa theo Kim Lăng quay vòng bên kia tính cách, ta đoán chừng là muốn giang hà vào biển. Vân Hải Dương, đừng nói nhảm. Tiền Tiểu Cương rút về một cái tin tức. Tiền Tiểu Cương vượt lên trước 20 tỷ thiệt thòi tổn hại, ngược lại đủ sang. Lý Tồn Viễn, xác thực rất khó làm, nếu như là đế đô vòng 20 nhà người thua thiệt 20 tỷ, bọn họ khẳng định cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Lý Tồn Viễn, ngược lại dựa theo tình huống trước mắt, lương ca, ngươi kế hoạch là triệt để thành công, thiên vận đầu tư công ty trực tiếp tiêu tan thành mây khói. Lý Tồn Viễn, vô luận là Trần Hy, vẫn là Trần Huy, cũng hoặc là là Tống Tử Lâm, kết quả của bọn hắn hẳn là đều sẽ không quá tốt. Lý Tồn Viễn, còn như Trần Thụy, tuy là thủ đoạn của hắn hợp pháp, nhưng Kim Lăng quay vòng người bên kia cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn, trừ phi hắn cả đời không phạm sai lầm, bằng không khẳng định cũng sẽ trúng chiêu. Tiền Tiểu Cương, chỉ là đáng tiếc bị Trần Thụy đi vào gia tộc ủy thác 12 tỷ. An Lương trong lòng yên lặng suy tính, nếu như hắn ở tài chính báo thù thẻ có hiệu lực trong phạm vi đầu nhập 100 ức, hẳn là có thể thu được cái này 12 tỷ gia tộc ủy thác tiền bạc chứ. Bất quá, nếu là thật có cơ hội bắt được một khoản tiền này, An Lương cũng sẽ không cần có chút tiền là thực sự phỏng tay. Một khoản tiền này chính là khoai lang phỏng tay, một ngày nhận rồi tay, vậy sẽ bị quá nhiều người ghi hận. Nào có ngàn ngày đề phòng tặc đạo lý đâu. Nhìn thiên vận đầu tư công ty tình huống, Trần Thụy chính là ngàn ngày làm tặc, Trần Huy cùng Trần Hy, cùng với Tống Tử Lâm phòng vệ rồi sao? Lý Tồn Viễn, một khoản tiền này, ngoại trừ Kim Lăng vòng, không người nào dám tiếp. Lý Tồn Viễn, dù sao cũng là Kim Lăng quay vòng bị gài bẫy, ai lấy được một khoản tiền này, chính là Kim Lăng vòng địch nhân, ta ngược lại không dám di chuyển tiền tiểu cương, ta hãy nói một chút nha. An lương, viễn ca nói đúng, một khoản tiền này không đụng được. An lương, được rồi, ca môn mà nhóm, thiên vận đầu tư công ty tuy là sụp đổ, nhưng chuyện của chúng ta còn không có xử lý xong, ta bên này có một việc cần nhờ các ngươi xử lý. Lý Tồn Viễn, chuyện gì? Chương 940, não bổ trí mạng nhất. 6, 10, 88. 2 V đất hoa tươi. Ken. Đặc thù nhiệm vụ, toàn bộ vĩ đại bắt đầu tại bắt đầu. Nội dung nhiệm vụ, mời ký chủ thu hoạch hồng tâm hạng mục bị thế chân, TVWINSCANNXT, 1980G, Shipper. Quét thưởng, một phần cùng Graphene pin tương quan pin quản lý phương án kỹ thuật. An tâm đầu tư công ty phía trước làm thiên vận đầu tư công ty thời điểm, nhân nghĩa an toàn công ty ra được thiên vận đầu tư công ty ở hồng tâm hạng mục trung hao tổn 50 ức tài chính. Hồng tâm hạng mục trung, đáng giá nhất tài sản, chính là đến từ ASML cái kia một đài shipper tuy là cái kia một đài loại vì TVWNSCANNXT 1980G shipper cũng không phải là tân tiến nhất EUV cực tử ngoại shipper, nhưng cũng là đối lập nhau tốt EUV tím đậm bên ngoài shipper, đi qua nó cũng có thể làm ra 7 nano cấp bậc logic chip. May mắn một đời hệ thống đã sớm cho nhiệm vụ, An Lương vẫn không có hành động mà thôi. An Lương, các ngươi hỏi thăm một chút đường quốc lộ Hồng Tâm bộ môn cái kia một đài shipper ở nơi nào, hỏi rõ sau đó, chúng ta nghĩ biện pháp đưa hắn làm qua đây. Lý Tồn Viễn lương ca muốn lên chip hạng mục an lương không phải an lương chúng ta ở đâu có tư cách chơi chip hạng mục loại này hạng mục mấy trăm tỷ quan vào đi đều là đổ xuống sông xuống biển ta chính là muốn đem nó mua về an lương yên tâm ta dùng cá nhân tư sản mua sắm an lương các ngươi trước điều tra rõ ràng cái này một đài shipper mượn nợ cho cái kia một nhà ngân hàng chúng ta sẽ đi qua đàm phán cầm trở về lý tồn viễn không thành vấn đề tiền tiểu cương lạnh rung, còn tưởng rằng lương ca muốn lên chip hạng mục Vân Hải Dương, đồng dạng sợ hãi. An Lương, có gì phải sợ? An Lương, bên trên chip hạng mục là tất nhiên, chỉ là hiện tại không lên mà thôi, ta sẽ đem cái này một cái hạng mục độc lập tại ngoại, ta lời đầu tiên mình vui đùa một chút. An Lương, các ngươi trước ra chuyện này, ta phía trước nói dây chuyền sản nghiệp sự tình, các ngươi làm xong sao? Lý Tồn Viễn, chậm nhất là hậu thiên. An Lương, thỏa. An Lương, ta trước cho Trần Minh đánh một chiếc điện thoại, các ngươi ra được shipper liền nói cho ta biết lý tồn viễn tìm trần minh an lương giải quyết thiên vận đầu tư công ty chỉ là bước đầu tiên mà thôi an lương phía sau tài chính sau khi trở về ta còn muốn làm một cái thịnh thế đỉnh danh lý tồn viễn lý tồn viễn thực sự lý tồn viễn thịnh thế đỉnh danh cũng không phải là thiên vận lão trần gia ở bên cạnh có điểm thế lực an lương ân thực sự dù cho không cách nào triệt để đánh chết vậy cũng muốn cho thịnh thế đỉnh danh thương cân động cốt cái này trần minh có điểm đáng ghét Lần này Trần Hy là của hắn kẻ chết thay mà thôi. Lý Tùng Viễn, đã hiểu, ta sẽ truyền bá tin tức, tranh thủ làm cho một số người chủ động rút vốn đi ra. An Lương, lần này không cần quá gấp, thịnh thế đỉnh danh có thể khó đối phó, bọn họ và thiên vận đầu tư không giống với. Lý Tùng Viễn, xác thực. Thịnh thế đỉnh tên hạng một hẳn không có những thứ kia chuyện phạm pháp. An Lương, ta trước liên hệ Trần Minh, Viễn Ca, shipper sự tình xin nhờ. Lý Tùng Viễn, vấn đề nhỏ. An Lương kết thúc đàn trò chuyện. Trần Tư Vũ cảm thán nói, cái kia Trần Thụy thật là lợi hại. Ninh Nhược Sương tán thành, xác thực lợi hại, tốn thời gian 5 năm bố cục. Ừm, người như thế có điểm tàn nhẫn. An Lương khẳng định gật đầu. Nguyên bản hắn cho là mình là lớn nhất người thắng, bây giờ nhìn lại Trần Thụy mới là chứ. Ninh Nhược Sương từ An Lương trên đùi đứng lên, nàng còn phải tiếp tục khiêu vũ. Trần Tư Vũ tiếp tục làm trong ngực của nàng mèo lớn, An Lương ở danh bạ trung tìm được rồi Trần Minh điện thoại, hắn gọi tới. Trần Minh sau khi nhận nghe, hắn trước một bước đáp lại chúc mừng chúc mừng lương ca thủ đoạn thật lợi hại dĩ nhiên đem đám mây sủng ái hạng mục đều đào lên trần minh tiếp tục nói ta rất ngạc nhiên lương ca ngươi đến tục cùng thu mua thiên vận đầu tư vị nào ngươi đoán an lương phản vấn đoán không được trần minh phủ định đáp lại trong đầu ta danh sách không có bất luận cái gì một cái người phù hợp điều kiện bọn họ cũng không khả năng bán đứng thiên vận đầu tư công ty vì sao không có khả năng đâu an lương phản vấn trần minh đáp lại bọn họ đều là thiên vận đầu tư công ty cổ đông thiên vận đầu tư công ty xui xẻo bọn họ có chỗ tốt gì dù sao thiên vận đầu tư công ty kiếm được càng nhiều bọn họ trần minh đột nhiên ngừng lại lương ca hảo thủ đoạn trần minh thở dài đứng lên phản phất đoán được an lương thủ đoạn giống nhau khám phá an lương nhạo bán phản vấn trần thụy đúng không trần minh não bổ tình huống tương quan đúng rồi đúng rồi chỉ có Trần Thụy một cái người có thể đạt được lợi ích, hắn thê tử phản bội hắn, nhi tử cũng cũng là hắn, cổ quyền đã sớm chuyển nhượng đi ra ngoài, vẻn vẹn còn lại một phần trăm cổ quyền, căn bản không phải vấn đề gì. Càng mấu chốt là cái này một cái bẫy, chính là Trần Thụy làm được, hắn làm cục, vừa lúc Trần Hy đụng phải lương ca nòng súng, ngươi cùng Trần Thụy dĩ nhiên là thành hổ lợi hổ huệ quan hệ, đúng không? Trần Minh não bổ nhiều lắm tỉ mỉ. An Lương nở nụ cười, quả nhiên là não bổ trí mạng nhất. Rõ ràng là may mắn một đời hệ thống cung cấp tài chính báo thù thẻ, làm cho nhân nghĩa an toàn công ty điều tra đến đối ứng tình báo, kết quả dĩ nhiên thành tình huống như vậy sao? Trần Thụy cổng nồi. Vấn đề không lớn. An Lương cười lại bị Trần Minh não bổ thành đoán đúng ý tứ. Trần Minh chủ động hỏi, Lương ca, người bước tiếp theo là chúng ta. Giống như, Minh ca. Bước tiếp theo chính là các ngươi thịnh thế đỉnh danh. An Lương bình tĩnh trả lời. Rõ ràng hai người nói chuyện phím nghe giống như bằng hữu, nhưng nội dung cũng là ngươi chết ta sống